Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xâm lược của dân tộc ta được xem là cuộc kháng chiến trường kỳ và tốn kém nhất trong lịch sử thế giới. Trước những kẻ thù giàu mạnh với lực lượng vũ khí, khí tải hùng hậu, đất nước Việt Nam nhỏ bé khi ấy sẽ không thể đủ sức chiến đấu lại nếu như không có sự trợ giúp của những quốc gia anh em trên thế giới. Ai cũng biết Liên Xô lúc đó là người anh cả của khối xã hội chủ nghĩa, đã viện trợ cho nước ta rất nhiều. Tuy nhiên, ngoài Liên Xô còn có một quốc gia này cũng đã viện trợ số lượng hàng hóa rất lớn cho chúng ta, giúp dân tộc Việt Nam từng bước đánh đuổi đế quốc và giành được độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Thậm chí, sự chi viện đó có lúc còn vượt cả Liên Xô. Vậy cụ thể đó là quốc gia nào? Họ đã viện trợ cho chúng ta những gì? Đằng sau đó có toan tính chính trị gì không? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục đón xem. Quý vị thân mến, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là một trong những cuộc chiến tốn kém nhất lịch sử nhân loại. Và kẻ bạo chí nhất lại không phải là kẻ thắng cuộc. Đó là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông vua tài chính lại là kẻ thua cuộc. Và 141 tỷ đô la là cái giá mà phải trả để thua trong cuộc chiến này. Trong vài trăm tỷ đô, có một số tiền rất lớn được Mỹ trích ra viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tiền nhiều đến mức khiến một tướng lĩnh Mỹ phải thốt lên rằng nếu chúng ta viện trợ quân sự nhiều cỡ này cho Bắc Việt Nam thì họ có thể đánh nhau với chúng ta đến hết thế kỷ. Phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội lại chỉ nhận được số tiền viện trợ khiêm tốn hơn rất nhiều so với Mỹ ngụy. Những khẩu AK-47 Liên Xô và mũ cối Trung Quốc đã đi cùng những người lính Cụ Hồ từ Bắc vào Nam, băng rừng vượt suối dưới mưa bom bão lửa, trong khi Việt Nam Cộng Hòa có xe bọc thép, xe tăng chiến đấu cơ hiện đại nhất nhì thế giới. Lính Mỹ có trực thăng chở nước đến tận mặt trận cho lính tắm rửa. Ngoài vũ khí ra, những chiếc ban la Liên Xô, xe đạp Phượng Hoàng, xe đạp Mifa hay quạt tay voi Liên Xô viện trợ đã lớn lên cùng với tuổi thơ của biết bao người dân. Nhưng chính nhờ số lượng hàng viện trợ đó, cả kinh tế lẫn quân sự đều đã giúp đỡ Việt Nam đánh thắng giặc Mỹ. Theo ước tính, trong 20 năm, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã viện trợ cho Việt Nam tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn. Khối lượng hàng hóa quân sự trên quy đổi thành tiền thì tương đương với khoảng 7 tỷ rúp. Năm 1968, Việt Nam tiến hành cuộc tổng tiến công chiến lược. Liên Xô viện trợ quân sự cho Việt Nam 357 triệu rúp, tương đương 369,7 triệu đô, chiếm 2/3 tổng toàn bộ viện trợ tính chung trong 3 năm, 1965 đến 1968. Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 266.969 tấn hàng quân sự, trị giá khoảng 1 tỷ 173 triệu rúp và là nước viện trợ quân sự chủ yếu với giá trị lớn nhất cho Việt Nam. Trong đó tập trung vào các năm 1965 đến 1967 với nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại, nhưng phần lớn đã qua sử dụng, từ MiG-21DKZB, súng máy phòng 23 ly, xe kéo pháo kích ô tô đến các loại vũ khí khác. Còn từ năm 1969 đến 1972, Liên Xô viện trợ 143.793 tấn hàng quân sự cho Việt Nam. Tính chung từ năm 1965 đến năm 1971, trước khi Mỹ mở chiến dịch Linebacker 2, tổng giá trị viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam là 1 tỷ 579 triệu đô, trung bình 2 triệu đô mỗi ngày. Về các loại vũ khí trong giai đoạn này, ta nhận được từ Liên Xô 2.056 xe tăng, 1.708 xe bọc thép, 7.000 khẩu súng và súng cối, hơn 5.000 khẩu pháo cao xạ và 158 tổ hợp tên lửa các loại, hơn 700 máy bay chiến đấu, 120 máy bay trực thăng, 100 tàu chiến. Liên Xô còn giúp Việt Nam xây dựng và đưa vào sử dụng 117 cơ sở quốc phòng. Những khẩu AK-47 súng trường SVD Dragunov Made in Liên Xô vẫn được ta sử dụng đến tận ngày nay. Cùng với đó, có khoảng 789 khẩu pháo mặt đất đã không ít lần bắn hành cho lính ngụy. Liên Xô cũng viện trợ cho ta hơn 1.357 bệ phóng tên lửa phòng không, thứ làm nên điều kỳ diệu trên bầu trời Hà Nội 12 ngày đêm.
ai cũng nhớ như in hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong đó có một chiếc thuộc 687 xe tăng mà Liên Xô đã viện trợ cho chúng ta, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử mùa xuân. Những chiếc T-54, T-55 hoành hành ngang dọc các chiến trường miền Nam, từng viên đạn được bắn ra từ nòng pháo, mang theo ý chí và hy vọng của một dân tộc quật cường đã xuyên thủng những dã tâm đen tối nhất của kẻ thù. Chỉ với vỏn vẹn 316 chiếc chiến đấu cơ mà Liên Xô đã viện trợ cho chúng ta là không đủ để đối chọi với hơn 1.000 chiến đấu cơ các loại của Mỹ. Thế nhưng, những người lính Cụ Hồ đã làm cho phi công của Mỹ mỗi lần bay ra miền Bắc phải niệm thần chú và cầu khấn. Việc viện trợ cho Việt Nam trong những năm kháng chiến, ngoài Liên Xô ra còn có các nước khác như Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, Bulgari, Romania, Đông Đức, Triều Tiên và Cuba. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng đã có lúc quốc gia viện trợ cho Việt Nam nhiều nhất lại chính là Trung Quốc chứ không phải Liên Xô. Nhất là trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975. Trước đó, từ năm 1965 trở đi, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Trung Quốc tăng cường ủng hộ Việt Nam trên nhiều phương diện chính trị, ngoại giao và đẩy mạnh viện trợ vật chất cho Việt Nam, dù lúc đó Trung Quốc gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Ngày 24 tháng 1 năm 1965, hai nước ký hiệp định bổ sung về việc Trung Quốc giúp Việt Nam các trang bị quân sự, vật tư hậu cần. Ngày 30 tháng 5 năm 1965, hai nước ký hiệp định về việc Trung Quốc giúp Việt Nam nâng cấp, mở rộng 12 tuyến đường ô tô dài 1.782 km, trong đó có 772 km mới và 1.010 km cải tạo nhằm tăng khả năng vận chuyển phục vụ kinh tế xã hội và chiến tranh. Theo đó, Trung Quốc đưa sang Việt Nam 4 sư đoàn, tổ chức thành 22 trung đoàn công binh, đường sắt, tên lửa, cao xạ, hậu cần, với danh nghĩa đội công trình làm đường của Bộ Giao thông Trung Quốc để tổ chức thi công. Chi phí làm đường, ngoài các khoản chi mua vật liệu tại chỗ, thuê nhân công phụ và giải phóng mặt bằng do Việt Nam chịu, còn lại, Trung Quốc viện trợ không hoàn lại. Bộ đội Trung Quốc còn giúp ta xây dựng 15 tuyến cáp dưới biển vùng Đông Bắc. Ngày 30 tháng 8 năm 1966 bàn giao, ngày 20 tháng 7 năm 1965, hai sư đoàn pháo phòng không Trung Quốc sang giúp Việt Nam bảo vệ hai trục đường sắt, từ Đáp Cầu lên Hữu Nghị Quan và từ Tiên Kiên lên Lào Cai. Bộ đội Trung Quốc tham gia chiến đấu 1.659 trận, bắn rơi 126 máy bay Mỹ. Từ năm 1965 đến năm 1968, có 346 chuyên gia và 310.011 bộ đội Trung Quốc sang giúp Việt Nam trên tinh thần tự lực chiến đấu. Vậy cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại bài học gì cho các thế hệ sau này về tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế và đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập? Quý vị hãy chia sẻ quan điểm của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Ngày 4 tháng 12 năm 1968, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương đưa bộ đội và chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Việt Nam về nước. Theo đó, tháng 1 năm 1969, số chuyên gia và bộ đội Trung Quốc rút về nước. Từ năm 1965 đến năm 1968, Trung Quốc viện trợ quân sự cho Việt Nam 170.798 tấn thiết bị, vật tư để xây dựng 8 công trình quân sự sản xuất thiết bị với tổng giá trị quy đổi hàng triệu rúp. Nhà máy Z1 trị giá 3,3 triệu rúp, công suất sản xuất 50.000 khẩu súng tự động 7,62 K63 trên một năm. Nhà máy Z2 mở rộng trị giá 3,3 triệu rúp, sản xuất các loại đạn súng máy, súng trường, xưởng đúc vỏ đạn cối, xưởng gia công nhồi đạn cối, xưởng sản xuất đạn B40, lựu đạn chống tăng, xưởng sửa chữa súng chung Đại Liên. Về vật chất, từ năm 1965 đến năm 1968, Trung Quốc đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 36.448 tấn vũ khí, đạn, lương thực, thực phẩm, thuốc men trị giá 922 triệu nhân dân tệ. Trong giai đoạn năm 1969 đến năm 1972, Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam 761.001 tấn hàng quân sự, trị giá 686.659 triệu nhân dân tệ. Năm 1969 là 250 triệu nhân dân tệ, năm 1970 là 86,659 triệu nhân dân tệ, năm 1971 là 350 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, Trung Quốc còn giúp 60 triệu đô để mua sắm đại chiến trường, bao gồm cả tiền mua
420.000 tấn gạo và 100.000 tấn thực phẩm tại chỗ. Tính chung từ năm 1955 đến tháng 2 năm 1971, Trung Quốc đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 6 tỷ 447 triệu nhân dân tệ và 10 triệu rúp cho vay dài hạn không lấy lãi là 300 triệu nhân dân tệ và 227 triệu rúp. Tổng số tất cả quy theo rúp là 1 tỷ 775 triệu rúp. Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1972, Mỹ đã giải mìn, thủy lôi, phong tỏa các cửa sông, cảng biển, đánh phá ác liệt các tuyến đường sắt nối liền với Trung Quốc và các tuyến giao thông đường bộ nhằm ngăn chặn nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam. Chiến dịch chi viện của miền Bắc cho miền Nam buộc Việt Nam nhượng bộ trong đàm phán ở Paris. Trước tình hình đó, chính phủ Việt Nam đã thương lượng và được chính phủ Trung Quốc đồng ý cho sử dụng cảng Phong Thành để một số tàu biển chở hàng viện trợ quốc tế cho Việt Nam được bốc giữa hàng ở cảng Trạm Giang, Quảng Đông. Từ đó, hàng chuyển vào Việt Nam bằng đường sắt qua Lạng Sơn. Lúc này, tuyến đường sắt Hà Nội - Hữu Nghị - Quan Lạng Sơn là con đường duy nhất để nhập hàng viện trợ quốc tế. Ban điều hòa nhập khẩu hàng viện trợ của ta ở Lạng Sơn đã phối hợp với phía Trung Quốc, bảo đảm hàng ngày có một đoàn tàu quân sự chở 1.000 tấn hàng vào Việt Nam. Ở hướng Quảng Tây Trung Quốc, điều động 3 trung đoàn ô tô đi theo 3 tuyến đường từ Sùng Tả, Ninh Minh, Bằng Tường vận chuyển hàng cho Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam thương lượng với Liên Xô và Trung Quốc chở vũ khí do Liên Xô viện trợ tới Hoa Nam bằng đường sắt rồi chuyển ra cảng Hậu Thủy ở đảo Hải Nam. Các tàu của ta nhận hàng tại đây đi thẳng vào miền Nam. Cùng thời gian này, với sự giúp đỡ của Trung Quốc trong thời gian ngắn, ta hoàn toàn lắp đặt 2 hệ thống đường ống quốc gia, mỗi tuyến gồm đường ống xăng và diesel để tiếp nhận xăng dầu từ Trung Quốc qua biên giới ở Quảng Ninh và Lạng Sơn, chuyển về Hà Nội và vào các chiến trường. Riêng kho đầu mối ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, tuyến T72A tiếp nhận 15.000 đến 20.000 tấn xăng dầu một tháng. Nhờ những nỗ lực trên, năm 1972, ta đã tiếp nhận được 382.433 tấn hàng viện trợ quân sự, không kể xăng dầu chuyển qua đường ống, nhằm giúp Việt Nam chống chiến lược phong tỏa của Mỹ. Từ mùng 4 tháng 8 năm 1972 đến ngày 7 tháng 5 năm 1973, Trung Quốc đưa một số tàu và chuyên gia sang quét được 42 quả thủy lôi các loại và cùng với phía Việt Nam vớt 4 quả khác, lần lượt khai thông tuyến hàng hải từ các cảng đến vùng quần đảo Đông Bắc, Hải Phòng, Hòn Gai, Cẩm Phả. Các trang bị khí tải Trung Quốc giúp đều có chất lượng, phát huy tác dụng tốt trên chiến trường. Đặc biệt năm 1971, Trung Quốc giúp nhiều vũ khí khí tài cải tiến có chất lượng tốt hơn, trọng lượng nhẹ hơn, thỏa mãn các nhu cầu của ta đề ra trong các đơn đặt hàng và nhu cầu tăng thêm đột xuất. Quân và dân ta phát huy sử dụng có hiệu quả sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, nhất là viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô, để từng bước đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và đi đến thắng lợi cuối cùng trong kháng chiến chống Mỹ. Viện trợ và vốn vay dài hạn của Trung Quốc chiếm 46% tổng số viện trợ và vốn vay dài hạn các nước dành cho Việt Nam. Riêng viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc chiếm 71%. Phần lớn số viện trợ này tập trung vào giai đoạn năm 1966 đến năm 1968. Ngoài ra, từ năm 1955 đến năm 1975, Trung Quốc đã đào tạo cho Việt Nam 16.275 cán bộ công nhân kỹ thuật. Từ năm 1955 đến tháng 2 năm 1971, Trung Quốc đã cử 7.000 chuyên gia kỹ thuật sang giúp Việt Nam về thiết kế thi công, xây đắp, quản lý các ngành giao thông, bưu điện. Theo lịch sử của Trung Quốc, từ thập niên 1950 tính tới năm 1975, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Trong đó 1,4 tỷ là cho vay không lãi suất. Tuy nhiên, đằng sau việc Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam không phải không có những mục đích chính trị riêng. Ngay từ khi nắm giữ vị trí bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Duẩn đã có những đề phòng nhất định về những toàn tính và âm mưu của Trung Quốc, nhất là sau khi Mỹ và Trung Quốc gặp nhau ở Bắc Kinh năm 1972. Khi Nixon rời Trung Quốc, một lần nữa Thủ tướng Chu Ân Lai sang Việt Nam. Cuộc trò chuyện giữa Tổng bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Chu Ân Lai đã diễn ra rất căng thẳng khi nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã không giấu giếm sự gay gắt trong lời nói của mình. Nixon đã gặp các ông, rồi chẳng bao lâu nữa họ sẽ tấn công chúng tôi, thậm chí còn mạnh hơn bây giờ, nhưng tôi hoàn toàn không sợ. Dù thế nào, chúng tôi vẫn sẽ thắng Mỹ.
Chu Ân Lai im lặng. Không lâu sau đó, Mỹ tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, đưa máy bay B-52 ném bom miền Bắc với quyết tâm đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Cùng với đó, Đài Loan rời khỏi Liên Hiệp Quốc. Thấy thế, Đài Loan ở Liên Hiệp Quốc khi đó chính là Trung Quốc. Chính vì những nhận thức đó, nên trong các nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Lê Duẩn luôn là người có thái độ cứng rắn, quyết liệt, theo hướng không chịu lệ thuộc dưới lãnh đạo Bắc Kinh. Sau thời điểm đó, Mao Trạch Đông đã yêu cầu Việt Nam nhận 20.000 quân Trung Quốc để xây một con đường từ Nghệ Tĩnh và Nam Bộ, thì Tổng Bí thư Lê Duẩn kiên quyết không nhượng bộ, và đó không phải là lần từ chối duy nhất. Trong một bức thư gửi cho vợ bà Bảy Vân, ông Lê Duẩn từng kể, lần này Trung Quốc lại đề nghị cho mình 500 chiếc xe vận tải để chở hàng trên dãy Trường Sơn. Điều kiện đi kèm của họ là 500 chiếc xe đó sẽ kèm với 500 lái xe Trung Quốc. Có người trong Bộ Chính trị đề nghị, anh cứ nhận vài xe cho họ vui, nhưng anh không đồng ý. Chừng nào anh còn ngồi ở vị trí này thì anh không để bất cứ thứ gì có thể trở thành nguy cơ đối với đất nước. Sự quyết liệt không nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến độc lập chủ quyền của ông Lê Duẩn chắc chắn là cái gai trong mắt dưới lãnh đạo Bắc Kinh. Khi đó, khi họ nhận ra ông Lê Duẩn không phải là người dễ bị khuất phục, Trung Quốc có lúc còn viện trợ cho Hà Nội, nhưng cũng có lúc giảm đi để bày tỏ bất mãn, như khi Hà Nội đàm phán hòa bình với Mỹ vào năm 1968 và năm 1969. Thực chất, có thời điểm Trung Quốc không thực sự muốn Việt Nam thống nhất, họ muốn chiến tranh liên tục xảy ra để Bắc Việt khi ấy phải phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, giống như cách họ chi phối Triều Tiên. Tuy nhiên, chiến dịch thống nhất đất nước Bắc Nam đã phần nào phá tan âm mưu thâm độc của Trung Quốc. Mặc dù để chiến thắng cuộc chiến và giành lại sự độc lập cho dân tộc, ta phải nhận viện trợ từ nước ngoài, nhưng đôi khi có những điều kiện đi kèm không mấy dễ chịu. Nhận thức được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu rằng phương châm của ta hiện nay là tự lực cánh sinh. Việc các nước bạn giúp là phụ, còn việc các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta. Ta khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của ta. Song nhân dân và cán bộ ta tuyệt đối chớ vì bạn ta giúp nhiều mà đâm ra ỷ lại. Học tập lời dạy của Bác để tăng cường năng lực hậu cần của mình. Ngay từ năm 1957, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tổ chức sản xuất vũ khí và phương tiện để giảm bớt phụ thuộc vào viện trợ. Trong 3 năm từ năm 1973 đến năm 1975, chúng ta đã tự sản xuất được 3.409 tấn vũ khí đạn dược, 1.863 tấn các loại phụ tùng, máy móc sản xuất và 26.074 tấn quân trang quân dụng khác, phục vụ và chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ. Quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam khi đó là mối quan hệ ủng hộ, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau. Các nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước Trung Quốc khẳng định Trung Quốc không coi viện trợ là giúp đỡ một bên mà là viện trợ lẫn nhau. Nhân dân Việt Nam kháng chiến đổ máu, hy sinh trên tuyến đầu chống Mỹ, đó là sự chi viện mạnh mẽ đối với nhân dân Trung Quốc đang tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải cảm ơn nhân dân Việt Nam đã đánh thắng đế quốc Mỹ để có thể hiểu Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ tạo ra vành đai an ninh an toàn, ngăn chặn và đẩy sự nhòm ngó của đế quốc Mỹ ra xa biên giới Trung Quốc. Đáng tiếc là ở một số thời điểm trước những thử thách nghiêm trọng, Trung Quốc đã gây ra những trở ngại nhất định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Những gì xảy ra giữa lịch sử hai nước Việt Nam và Trung Quốc như mọi người cũng đã biết, mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc đã xuất hiện vấn đề ngay từ khi Việt Nam còn đang tập trung cho cuộc chiến tranh với Mỹ ở miền Nam. Nhưng mối quan hệ đó đặc biệt xấu đi sau khi hai miền Nam Bắc Việt Nam thống nhất. Sau năm 1975, cả Liên Xô và Trung Quốc đều lo lắng về Việt Nam. Nếu như Liên Xô sợ Trung Quốc sẽ nghiêng hẳn về phía Việt Nam, thì Trung Quốc lại sợ Việt Nam sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của mình, trở thành một thế lực mới ở Đông Nam Á. Trung Quốc bắt đầu lợi dụng quân Khmer Đỏ để gây khó cho Việt Nam nhằm ngăn chặn bớt sức mạnh đó. Những chuyến thăm của Tổng Bí thư Lê Duẩn sang Trung Quốc vào năm 1975 và năm 1977 đều không đưa ra được tuyên bố chung. Hơn ai hết, ông Lê Duẩn đã có những dự cảm về các biến cố có thể xảy ra ngay từ thời điểm sau khi thống nhất đất nước. Việt Nam vẫn có hơn 1 triệu quân chính quy. Một nhà lãnh đạo Liên Xô khi ấy hỏi Tổng Bí thư Lê Duẩn, các đồng chí định đánh nhau với ai mà giữ lại một đội quân thường trực lớn như vậy?
Ông Lê Duẩn đáp, rồi sau này đồng chí sẽ hiểu. Rõ ràng đó không phải là một sự cẩn thận thừa thãi khi mà chỉ 4 năm sau, Việt Nam đã phải cùng lúc chống chọi với hai cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước, Trung Quốc ở biên giới phía Bắc và Khmer Đỏ ở biên giới Tây Nam. Tháng 2 năm 1979, Trung Quốc tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Tình bạn giữa họ cũng đã tan vỡ kể từ thời điểm đó. Sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 1979 và nhiều năm sau đó là một cuộc chiến tranh xâm lược có tính toán nằm trong tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Họ đã hạ quyết tâm chủ động vạch kế hoạch tổng động viên lực lượng để tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn vào lãnh thổ Việt Nam. Trung Quốc đã tìm cách lý giải và biện minh cho hành động này, cho rằng đó chỉ là cuộc phản công tự vệ. Bất chấp đạo lý và pháp lý, với Việt Nam, đó là cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Vì khát vọng hòa bình của nhân dân, dân tộc Việt Nam luôn trân quý hòa bình và yêu chuộng nền hòa bình, nhưng sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ hành động xâm lược nào, dù kẻ thù hung hãn tới đâu. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc xâm lược và đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, họ tuyên bố hoàn thành rút quân sau một tháng khơi chiến. Nhưng cuộc chiến không chỉ dừng lại một tháng, nó còn kéo dài đến năm 1989. Tiếng súng trên biên giới các tỉnh phía Bắc mới ngừng. Suốt 10 năm sau đó, quân đội Trung Quốc đã gây cho Việt Nam sự tổn thất vô cùng to lớn về người và của. Họ đã tiến hành nhiều vụ thảm sát tàn bạo, tàn phá nhiều làng mạc, nhà cửa, cơ quan, trường học, công trình dân sinh của quân và dân dọc 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Xét về mặt quân sự, đây là thất bại nặng nề. Trên phương diện ngoại giao, đa số các nước trên thế giới phản đối hoặc biểu thị thái độ không đồng tình, yêu cầu Trung Quốc ngừng cuộc chiến. Quý vị thân mến, chiến tranh là điều không ai muốn, nhưng khi đã nổ ra vì bất kỳ lý do gì thì không thể lãng quên. Thời gian dần xóa đi những vết tích đau thương, nhưng sự thật của cuộc chiến tranh đó cần nhắc lại đầy đủ, không thêm bớt và cũng không nên che giấu, càng không nên khoét sâu, thổi bùng thù hận dân tộc. Hãy nói đúng lịch sử và bản chất của sự kiện, cần phải đối xử công bằng với lịch sử. Thời thế, quan hệ, bản thù đổi thay, nhưng những lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì không bao giờ thay đổi. Nhắc lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 là cách tri ân người đã ngã xuống, là nhắc nhở thế hệ trẻ, hậu thế, những bài học lịch sử. Cũng là cách chúng ta thể hiện vị trí đàng hoàng, đĩnh đạc của một quốc gia có chủ quyền trước các cường quốc. Ôn lại cuộc chiến không phải để gặm nhấm quá khứ, mà để rút ra bài học cho hiện tại, hướng tới tương lai, một tương lai hòa bình, hữu nghị và hợp tác để cùng nhau phát triển. Từ cuộc chiến bùng nổ 44 năm trước cho đến hôm nay, chúng ta đều phải thẳng thắn thừa nhận, song phẳng với lịch sử, không phải kích động hận thù. Nhiều năm qua, thời gian đủ dài để hai bên có điều kiện nhìn nhận lại cuộc chiến này một cách khoa học, đầy đủ và chân thực, để tìm ra phương thức xử lý tối ưu các vấn đề tồn tại. Nhắc lại cuộc chiến một cách khách quan, khoa học là cách tốt nhất để đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, dùng lịch sử để kích động. Đồng thời đó cũng là cách tốt nhất giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và trách nhiệm công dân với Tổ quốc. Quý vị thân mến! Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF năm 2023, quy mô GDP của khu vực Đông Nam Á nói chung theo giá hiện hành đạt khoảng 3,86 nghìn tỷ đô la. Trong đó, Indonesia dẫn đầu khu vực với quy mô GDP ước đạt khoảng 1,42 nghìn tỷ đô la. Xếp thứ hai là Thái Lan với quy mô GDP năm 2023 được dự báo ở mức 512,19 tỷ đô la. Theo sau lần lượt là Singapore và Philippines với quy mô GDP theo giá hiện hành lần lượt là 497,35 tỷ đô la và 435,68 tỷ đô la. Đối với Việt Nam, IMF cho biết quy mô GDP của Việt Nam năm 2023 ước đạt hơn 433,3 tỷ đô la, xếp thứ 5 trong khu vực. Với mức dự báo này, kinh tế của Việt Nam năm 2023 sẽ xếp trên Malaysia 433 tỷ đô la, Myanmar 74,86 tỷ đô la, Campuchia 30,9 tỷ đô la, Brunei 15,1 tỷ đô la, Lào 14,2 tỷ đô la và Đông Timor 2 tỷ đô la. Xét trên toàn thế giới, dữ liệu của IMF cho hay GDP thế giới năm 2023 ước đạt khoảng 104,4 nghìn tỷ đô la, trong đó
Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP năm 2023 ước đạt 26,95 nghìn tỷ đô la. Nền kinh tế lớn thứ hai là Trung Quốc, có quy mô GDP năm 2023 đạt 17,7 nghìn tỷ đô la. Theo sau lần lượt là Đức 4,43 nghìn tỷ đô la, Nhật Bản 4,23 nghìn tỷ đô la, Ấn Độ 3,73 nghìn tỷ đô la. Với quy mô GDP năm 2023 đạt hơn 430 tỷ đô la, Việt Nam hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 35 trên thế giới. Chính vì lẽ đó mà trong con mắt của nhiều người, Việt Nam vẫn là một nước nghèo nếu xét theo các chỉ số GDP của đất nước. Ấy thế nhưng, mới đây, trang tin ERA Review của EU đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi nói rằng những cố gắng của Việt Nam không được ghi nhận đúng mức. Thật ra, chỉ số GDP không đánh giá đúng sức mạnh nền kinh tế đất nước. Có vẻ như Việt Nam chỉ đang giả nghèo mà thôi. Vậy cụ thể hơn, trang tin này đã nói những gì? Câu chuyện trên có đúng là Việt Nam không nghèo như người ta vẫn tưởng hay không? Nếu quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm câu trả lời nhé. Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự thành công của các bản tin phát sóng, đội ngũ biên tập và sản xuất đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chương trình được thực hiện đều là sự nỗ lực và nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất. Vì vậy, rất mong quý vị hãy dành ra vài giây để ủng hộ đội ngũ bằng cách bấm vào nút thích dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Trong bài viết Việt Nam, từ một đất nước tàn phế đến một người khổng lồ kinh tế của châu Á, trang báo EU đã mang đến những thông tin bất ngờ sau đây. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một trong những quốc gia có thu nhập trung bình. Năm 1985, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 230 đô la, nhưng đến năm 2022, nó tăng lên 4.475 đô la. Kết quả này đã đưa Việt Nam đứng vào vị trí thứ 116 trên thế giới. Mặc dù nó vẫn là mức GDP thấp do dân số đông, nhưng sự tiến bộ ở đây là rất lớn, đặc biệt là khi tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam chỉ có 1,92% và 9,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ trong năm 2022. Còn nếu như xét về tổng GDP danh nghĩa, thì GDP Việt Nam trong năm ngoái là 406 tỷ đô la Mỹ. GDP theo PPP bình quân đầu người ước tính khoảng 14.145 đô la. Cũng trong năm ngoái, nợ công của Việt Nam chỉ có 37% GDP và lạm phát chỉ có 3,2%. Và đây là dữ liệu tuyệt vời so với phần còn lại của thế giới. Đi sâu vào chi tiết, GDP bao gồm dịch vụ 51,3%, công nghiệp 33,3%, nông nghiệp 15,3%, lực lượng lao động làm việc trong nông nghiệp là 29%, công nghiệp 33% và 37% trong các hoạt động dịch vụ. Trong đó, các sản phẩm nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam là gạo, cà phê, chè, đậu nành, hạt điều, mía, chuối, đậu phộng. Về sản xuất công nghiệp, Việt Nam có sự tăng trưởng cao ở mức 7,8% vào năm ngoái. Việt Nam dẫn đầu ngành dệt may, điện tử và cả ngành chế biến thực phẩm, chế tạo máy móc, phụ tùng máy móc công nghiệp, thép, phân bón nhân tạo và công nghiệp thủy tinh. Năm ngoái, hàng hóa trị giá 371,5 tỷ đô la của Việt Nam đã được xuất khẩu. Song song đó, hàng hóa nhập khẩu và dịch vụ của Việt Nam có trị giá khoảng 360,5 tỷ đô la. Trong đó, các đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam chính là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Đáng lưu ý nữa là Việt Nam hiện nay là quốc gia có dân số trẻ với hơn một nửa dân số dưới 35 tuổi. Và đây là dấu hiệu cho thấy sự sôi động và sức sống của quốc gia. Chi tiết hơn, kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam đẫm máu kết thúc vào năm 1975, đất nước có khoảng 50 triệu dân và hiện nay con số đó đã tăng lên gấp đôi. Nhờ vậy mà lực lượng lao động của Việt Nam hiện có khoảng 56 triệu người. Sự gia tăng dân số hấp dẫn với mức sống của người dân được nâng cao ở Việt Nam có thể được nhìn thấy trên đường phố của tất cả các thành phố lớn. Ví dụ như khi một du khách đi bộ qua các con phố của thủ đô Hà Nội, anh ấy có thể cảm nhận được những năng lượng tích cực và sự năng động ở mọi ngóc ngách của thành phố. Nơi đây thực sự sống động suốt 24 giờ một ngày. Cùng với những người trẻ tuổi đi xe tay ga trên phố, các lối đi chật kín những cửa hàng nhỏ và cửa hàng lưu niệm bán mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến đồ ăn, đồ uống và đạo cụ. Ngoài ra, trên các con phố lớn nhỏ của thành phố còn có đầy trẻ em và những người trẻ tuổi đi từ trường học hoặc trường đại học trở về nhà và ngược lại. Rõ ràng thủ đô Hà Nội cũng giống như các khu vực khác của đất nước, cực kỳ trẻ trung và ngày càng đông đúc. Vậy nên trang báo EU cho rằng những cố gắng của Việt Nam đã không được ghi nhận đúng mức. Các chỉ số GDP của Việt Nam
không phản ánh hết sức mạnh của nền kinh tế quốc gia. Đất nước hình chữ S không hề nghèo khổ như nhiều người vẫn nghĩ. Vâng, đây quả thật là một nhận định không hề phi lý chút nào, bởi vì các dữ liệu mà trang báo EU đưa ra đều hoàn toàn chính xác. Trước giai đoạn năm 2010, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng từ 6% đến 7% mỗi năm. Kể từ thời điểm này trở về sau, GDP Việt Nam nói chung đã tăng trưởng ít nhất 5% mỗi năm, và năm ngoái đã tăng lên 8%. Theo đó, Việt Nam đã trở thành trung tâm đầu tư nước ngoài và sản xuất nhà máy hàng đầu Đông Nam Á, với các khu vực kinh tế chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Còn mới đây nhất, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê GSO cho thấy trong quý 2 năm 2024, GDP của Việt Nam tăng 6,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu như tất cả các sản phẩm nổi tiếng toàn cầu đều được sản xuất tại Việt Nam, từ Nike, Adidas đến điện thoại thông minh Samsung. Hầu hết các thương hiệu lớn như Walmart, IKEA, Starbucks, McDonald's, Intel, Microsoft, LG Group đều hoạt động tại Việt Nam. Và nếu giữ vững đà tăng trưởng trên, nền kinh tế Việt Nam sẽ vươn mình trở thành nền kinh tế thứ 10 trên thế giới vào năm 2050, giống như những gì mà trang tin nhận định. Nhìn chung, có 3 yếu tố chính đóng góp vào sự gia tăng nhanh chóng của GDP, lĩnh vực sản xuất và đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, bao gồm chính sách tự do hóa thương mại của đất nước đối với châu Á và phần còn lại của thế giới. Sự cải cách kinh tế trong nước giúp hạ giá lao động và chính sách thúc đẩy đầu tư lớn thông qua đầu tư công và vốn con người và vật chất. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế và các nhóm nghiên cứu kinh tế không nhìn vào những nỗ lực cũng như những thành tựu đáng kinh ngạc của Việt Nam, mà chỉ chăm chăm nhìn vào thứ hạng GDP của đất nước trong bảng xếp hạng được công bố mà thôi. Vậy nên đã có rất nhiều nhận định kém chính xác về nền kinh tế của Việt Nam và cả mức sống của người dân được đưa ra. Ở thời điểm hiện tại, nhất là khi chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng 20 quốc gia giàu nhất châu Á của trang tài chính Insider Monkey, trong bảng xếp hạng này thì 3 vị trí đầu bảng thuộc về Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Riêng Việt Nam được xếp hạng thứ 16 trong tổng số 20 quốc gia. Để xác định các quốc gia giàu có nhất châu Á, trang Insider Monkey đã phân tích dữ liệu về sự giàu có toàn cầu của tập đoàn tài chính Credit Suisse tính đến hết năm 2021. Theo đó, trang tin uy tín nhận định rằng, mặc dù là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, nhưng Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong thế kỷ 21. Việt Nam là thành viên của một số tổ chức quốc tế và liên chính phủ bao gồm ASEAN, APEC, CPTPP, Phong trào không liên kết, OIF và WTO. Tổng tài sản của Việt Nam vào năm 2021 là 985 tỷ đô la. Điều này giúp cho Việt Nam trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất châu Á. Còn nếu xét về mức sống của người dân, thì thu nhập bình quân đầu người cả nước trong giai đoạn 2012-2022 tăng hơn 2,3 lần so với giai đoạn trước và so với các quốc gia nghèo khổ ở châu Phi và châu Á khác. Đây là con số rất đáng mơ ước khi mà nó giúp cho đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Nói cách khác, người dân Việt Nam hiện nay đã có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc và được thoải mái vui chơi, giải trí sau những ngày làm việc dài, chứ không phải cày bừa, bục mặt như là nhiều người dân trên thế giới khác. Nhưng mà điều quan trọng hơn là người dân Việt Nam còn được chăm sóc y tế tốt cùng với chế độ bảo hiểm ưu việt được chính phủ ban hành trên toàn quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đang phải đối mặt với một số rủi ro nhất định như sự phân mảnh kinh tế toàn cầu, sự rủi ro về ổn định tài chính ngày càng tăng cao và đặc biệt là những rủi ro liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Chính vì vậy mà Việt Nam cần thắt chặt hơn nữa chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ trước diễn biến lạm phát. Đồng thời, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện cải cách cơ cấu, thu hẹp khoảng cách giáo dục, khoảng cách cơ sở hạ tầng, cải thiện khả năng kết nối để thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của chính mình trong tương lai. Việt Nam xây dựng cảng hàng không tỷ đô. Các bạn thân mến, khi thông tin Việt Nam đóng thành công siêu tàu chở hàng Trường Minh Dream 01, lớn nhất lịch sử, chưa kịp lắng xuống, đất nước hình chữ S lại một lần nữa khiến cả thế giới phải xôn xao trước việc xây dựng công trình tỷ đô ngay tại tỉnh Quảng Trị của nước nhà. Công trình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Quảng Trị nói riêng và của Việt Nam nói chung đi lên, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có dịch vụ vận tải hàng không phát triển hàng đầu khu vực hiện nay. Vậy cụ thể hơn, đó là công trình quan trọng gì? Nó có gì đặc biệt mà lại nhận được sự kỳ vọng lớn đến thế? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Như chúng ta cũng biết, Việt Nam từng là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bước ra từ cuộc chiến tranh đau thương. Khi ấy, không một ai nghĩ rằng đất nước hình chữ S sẽ có được ngày mà tự tay đóng nên những con tàu khổng lồ
và cũng tự mình xây nên những công trình quy mô lớn mang ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nước nhà. Bởi vì đây là chuyện không hề dễ dàng, ngay cả những nước phát triển hoặc là giàu có hàng đầu khu vực cũng rất khó để làm được điều này. Ấy thế nhưng, cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, Việt Nam đã bứt phá mọi giới hạn của bản thân. Sau khi cho ra mắt những con tàu chiến hiện đại, các siêu du thuyền đạt chuẩn quốc tế và cả con tàu chở hàng khổng lồ hàng chục ngàn tấn, Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ trong lĩnh vực xây dựng hàng không khi cho thi công sân bay quy mô lớn ngay tại tỉnh Quảng Trị. Cụ thể hơn, trang tin Tiền Phong Online uy tín hàng đầu của Việt Nam cho biết, cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sẽ được khởi công vào ngày 6 tháng 7 năm 2024, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 7 năm 2026. Dự án được thực hiện tại các xã Do Linh, Do Hải và Do Mai thuộc huyện Do Linh, Quảng Trị. Được biết, dự án xây dựng cảng hàng không tại tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2148 trên quy đề TTG ngày 20 tháng 12 năm 2021. Đáng lưu ý, đây là dự án được Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương pháp PPP. Phần giải phóng mặt bằng được tách thành dự án độc lập, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phụ trách. Cụ thể, dự án được chia thành hai dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ quan nhà nước tại cảng hàng không, sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công, và dự án thành phần 2 là xây dựng cảng hàng không, được thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư dự kiến cho hai giai đoạn của dự án là 5.822,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, trong đó thời gian chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng là 24 tháng. Thời gian vận hành thu phí hoàn vốn là 47,5 năm. Về quy mô, dự án có tổng diện tích 265,372 ha, chưa bao gồm diện tích đất khu quân sự là 51,2 ha. Toàn cảng hàng không được đầu tư theo quy hoạch là sân bay cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và sân bay quân sự cấp 2. Loại tàu bay khai thác là tàu bay cốt C hoặc tương đương Airbus A320 hoặc A321 với tổng số vị trí đỗ tàu bay là 5 vị trí cốt C có khả năng đỗ tàu bay cốt E. Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ cũng như trong công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo quốc phòng an ninh của khu vực Trung Bộ nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng. Nó hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải. Vâng, không khó để nhận thấy rằng cảng hàng không Quảng Trị nằm ở vị trí trọng điểm của miền Trung, nơi kết nối giao thông Bắc Nam qua quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và trục hành lang kinh tế Đông Tây qua quốc lộ 9, cửa khẩu quốc tế Lào Bảo. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng để thu hút hành khách đến tiểu vùng sông Mekong vào miền Trung Việt Nam. Vậy nên, có thể nói, việc đầu tư xây dựng và đưa cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác sẽ góp phần mở cửa bầu trời, kích cầu du lịch kết hợp vận chuyển hàng hóa logistics, phục vụ phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, dịch vụ thương mại đô thị. Đồng thời, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn hiệu quả. Mặt khác, cảng hàng không Quảng Trị cũng sẽ trở thành điểm nhấn về hạ tầng giao thông, giúp tăng cường kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được khai thác, đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Đây là điều kiện quan trọng thu hút doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng trong quá khứ, dự án từng gặp phải trở ngại về vấn đề bàn giao đất đai. Cụ thể hơn là căn cứ vào các quy định của Luật Đất đai và Nghị định 148/2020 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết dự án đang gặp phải vướng mắc trong khâu xác định đối tượng là cảng vụ hàng không hay là chủ đầu tư trúng thầu xây dựng dự án. Trong khi đó, địa phương dự kiến việc giải phóng mặt bằng khoảng 136 ha sẽ hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 3 năm nay, rồi thực hiện các thủ tục để giao đất cho chủ đầu tư. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đang phân vân lựa chọn việc giao đất cho toàn bộ dự án hay là giao theo tiến độ giải phóng mặt bằng được công khai. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường gợi mở phương án xử lý hiệu quả bằng việc dẫn ra hình thức bàn giao đất đai tại sân bay Vân Đồn. Khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định cho chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vân Đồn thuê đất để thực hiện dự án cảng hàng không. Tuy nhiên, Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 quy định nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đối với các nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có sử dụng đất. Nhưng ở thời điểm hiện tại, luật này chưa có hiệu lực thi hành. Vậy nên, để giải quyết vướng mắc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đề nghị Tổ công tác Chính phủ cho ý kiến hướng dẫn đối với việc Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho liên danh nói trên thuê đất để xây dựng dự án
hay thành lập doanh nghiệp mới sau khi trúng thầu. Song song đó, Sở này cũng đề nghị tổ công tác cho ý kiến về việc giao đất, cho thuê đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh rằng, tổng diện tích của dự án sân bay Quảng Trị khoảng 265 ha, chưa bao gồm diện tích đất khu quân sự khoảng 51 ha sẽ đầu tư khi quân đội có nhu cầu. Trong đó, diện tích đất dùng chung là 177 ha. Diện tích đất khu hàng không dân dụng là gần 88 ha. Nếu buộc phải giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án mới giao đất, cho thuê đất thì sẽ chậm tiến độ so với quyết định 2148 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, dự án cảng hàng không Quảng Trị còn có nút thắt thứ hai là cách xác định giá tiền thuê đất theo quy định chung. Hiện nay, cho nên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị cũng đề nghị tổ công tác của Chính phủ cho hướng dẫn về cách xác định giá tiền thuê đất để thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Không chùn bước trước khó khăn, tất cả các vướng mắc nêu trên đã nhanh chóng được Chính phủ nắm bắt và đem ra bàn thảo trong rất nhiều cuộc thảo luận sau đó. Cùng với sự quyết tâm cao độ và sự đoàn kết trên dưới một lòng, mọi vấn đề nan giải đã được xử lý một cách nhanh gọn để dự án có thể được đưa vào thi công và khánh thành đúng dự kiến đề ra. Bởi thế mới thấy, sự phát triển không ngừng của Việt Nam hôm nay không chỉ là kết quả của quá trình hội nhập và học hỏi không ngừng, mà nó còn đến từ sự quyết tâm đi lên bất chấp khó khăn của cả dân tộc. Trong đó, có sự thấu hiểu sâu sắc giữa người dân và chính phủ theo đúng phương châm, dân nói, nhà nước nghe, nhà nước làm, dân ủng hộ hết lòng để có được thành tựu chung. Hy vọng rằng trong tương lai tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những cái vốn quý nhất của mình để đất nước ngày càng phát triển. Cùng với những công trình tỷ đô như sân bay Quảng Trị, hy vọng rằng trong thời gian tới, sân bay Quảng Trị sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động để làm thay đổi diện mạo của tỉnh Lỵ nói riêng và của Việt Nam nói chung. Với khởi đầu vững chắc này, sân bay Quảng Trị không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong phát triển hạ tầng, mà còn là minh chứng cho tinh thần và sự quyết tâm của cả dân tộc. Liệu công trình này có thể trở thành cú hích đưa Việt Nam vươn ra thế giới? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé!